tóm tắt: Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Trương Ba giỏi đánh cờ, bị Nam Tào bắt chết nhầm. Vì muốn sửa sai, Nam Tào và Đế Thích cho hồn Trương Ba nhập vào xác hàng thịt. Trú nhờ vào thân xác hàng thịt, Trương Ba gặp nhiều phiền toái. Lý Trưởng sách nhiễu khiến con trai của Trương Ba phải hối lộ, chị hàng thịt thì đòi chồng. Trong mắt người thân, Trương Ba trở thành kẻ xa lạ. Trương Ba đau khổ vì sống trái với tự nhiên và giả tạo. Hồn Trương Ba bị thể xác anh hàng thịt xui khiến, dần dần bị nhiễm một số thói xấu, cái tầm thường của anh đồ tể. Ý thức được điều đó, linh hồn Trương Ba đau khổ và đi đến quyết định chống lại bằng cách tách linh hồn ra khỏi xác anh hàng thịt. Xác hàng thịt chế giễu dày dãn, hồn Trương Ba thỏa hiệp. Đế Thích định giúp Trương Ba nhập vào xác cô tỷ. Trương Ba kiên quyết từ chối, xin cho cô tỷ được sống, trả lại xác cho anh hàng thịt và chấp nhận cái chết.